Xin chào các bạn, mình là anh Tơ và tên thiệt của mình là Võ Thái An. Cũng chắc cũng cũng các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì An đang triển khai cái khóa học là Selenium Java và dành cho những cái người mới từ cơ bản đến nâng cao. Thì ở cái khóa học này thì An cũng đã chia sẻ public free miễn phí cho mọi người và cũng rất là nhiều bạn biết đến rồi. Thì An cũng có song song đó thì An cũng có dạy cái khóa gọi là có phí. Thì khóa có phí là cái khóa mà như An đang chia sẻ trên màn hình các bạn thấy. Thì ở khóa này nó nội dung nó cũng giống như là cái khóa mà An đang chia sẻ. Và tất nhiên thì ở cái khóa có phí này thì An sẽ bổ sung cái nội dung nhiều hơn và ngày càng hoàn thiện hơn. Thì ở cái khóa này thì cũng rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi An là khóa này em có học được không? Em không có biết code, rồi em từ một cái chuyên ngành khác chuyển sang, nên là em không có cái nền tảng IT, vân vân. Thì đại khái thì các bạn hỏi như thế thì có học được theo học hay không? Thì An trả lời là cái khóa này là An sẽ dành cho những cái bạn mà chúng ta không có biết code, hay là những bạn mà từ những cái ngành khác chuyển sang trái ngành, hay là những cái bạn mà sinh viên mới ra trường. Đấy. Thì khóa này An dạy từ cái mà ngôn ngữ lập trình Java từ đầu cho đến khi mà chúng ta biết được ngôn ngữ lập trình, và sau đó là chúng ta tiến sang tới học cái Automation Test, đó là sử dụng cái thư viện Selenium, và sau cùng là chúng ta sẽ sử dụng một cái framework trong testing và cùng những cái thư viện khác để mà chúng ta có thể xây dựng được một cái project automation từ đầu cho đến mà gọi là từ không biết gì cho đến là mình biết, và sau đó là mình biết theo dạng gọi là nó chuyên nghiệp hơn. Đấy. Nói sơ về cái nội dung một chút thì các bạn có thể vào cái link trên cái trang anh Tơ, thì các bạn thấy vào cái khóa này thì các bạn thấy là An có note là như chúng ta có thể biết được là cái ngôn ngữ lập trình Java. Đấy, rồi song song đó thì chúng ta học được cái thư viện automation là Selenium. Selenium. Rồi chúng ta khi mà biết được code, rồi biết được thư viện auto, thì khi đó chúng ta sẽ tiến tới viết code một cách chuyên nghiệp hơn với cái mô hình là Bay Object Model. Trong cái quá trình mà chúng ta làm auto thì chúng ta sẽ học thêm những cái mà thư viện lặt vặt khác, và cũng như những cái kiến thức mà dành cho một cái người làm automation test chuyên nghiệp hơn. Ví dụ như chúng ta resort, record, rồi report, rồi chúng ta quản lý cái source code ở trên Git, vân vân. Và tất nhiên thì những cái đó thì An đều chia sẻ trong cái khóa học hết. Ở về cái phần mà yêu cầu á, thì tất nhiên là cái khóa này An dạy cho người mới thì An cũng không có yêu cầu là các bạn phải biết code hay là các bạn có nền IT gì cả. Đấy, thì An dạy dành cho người mới luôn. Đấy, và như các bạn cũng biết là có rất là nhiều bạn đã theo được cái khóa học này và gọi là tự tin sau cái khóa học. Đấy, thì An thấy An cũng mừng. Đấy, nói chung là nhìn các bạn học và cố gắng từng ngày từ không biết gì mà cho đến biết và làm được thì thấy cũng rất là vui. Đấy, trong cái vai trò của người dạy thì An thấy cũng rất là vui. Ở đây thì An dạy online chứ không có cái trung tâm offline, nên là cần các bạn phải có mạng mạnh, rồi trong một cái môi trường nó cũng gọi là nó hơi yên tĩnh để mình có thể theo cái buổi học nó ổn định hơn. Rồi về cái phần mà các phần mềm thì mình có thể học, thì như là cái Skype nè, An dạy qua Skype. Đấy, sau này có dạy qua Zoom hay là này kia thì An có thể thông báo lên sau. Đấy. Rồi ở trong cái nội dung thì An note cho các bạn là rất là nhiều cái bài cụ thể ở trong đây. Thì đại khái các bạn thấy là hơn 30 bài, và mỗi bài như thế thì nó kéo dài khoảng là 2 tiếng, và nó có một cái hơi 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 gọi là hơi An không có show cái chỗ mà thông tin chỗ cái Java ra là tại sao. Như các bạn thấy ở bài 1 thì nó tới là 10 tiếng, bài 2 nó tới là 10 tiếng, nghĩa là 20 giờ, là đâu đó khoảng 10 buổi. Phải 10 buổi. Thì tại vì cái phần này là cái phần mà học ngôn ngữ lập trình nó hơi khó, nên chính vì thế mà An phải chia sẻ nó phải kỹ. Phải kỹ. Rồi. Tiếp theo thì những cái phần mà về auto phía sau thì nó có thể là kéo dài 2 tiếng hoặc là 2 tiếng hơn, hoặc đôi khi khoảng 1 tiếng hơn gì đó. Thì toàn bộ cái nội dung này thì kéo dài khoảng 90 giờ.
90 giờ. Thì chúng ta sẽ học, nếu mà học online thì nó kéo dài khoảng chừng 5 tháng. Hay 5 tháng. Còn các bạn mà học qua video á, video có nghĩa là An song song An dạy video, An song song An dạy online thì An có dạy qua cái video record. Thì video record là từ cái khóa online. Đấy. Nên chính vì thế mà các bạn có thể học qua video thì các bạn sẽ rút gọn được cái thời gian là từ 5 tháng xuống còn khoảng 3 tháng. Và cả hai cái hình thức dạy thì An đều support cho các bạn như nhau. Đấy, support như nhau. An support là nói thì hơi quá nhưng mà thực sự là support giống như là mình trọn đời đi. Đây, mình xem mình dùng cái từ trọn đời đi, nghe thì nó hơi quá đúng không? Nhưng mà tại vì ý ý quan là gì? Là support gọi là chừng nào mà mình không còn dạy nữa thì thôi. Chứ còn mà mình còn dạy thì các bạn cứ học rồi không biết gì hỏi thì An sẽ support đó bất kỳ lúc nào. À, bất kỳ lúc nào. Cái thời gian An dành cho công việc rất là nhiều nên là các bạn hỏi lúc nào hầu như là An cũng đều đều support cho các bạn ngay lập tức và thậm và có nghĩa là trong ngày thôi. À, trong ngày chứ không có qua tới ngày hôm sau. Rồi về cái phần mà chúng ta gọi là học phí thì nói chung thì học phí thì An để là như thế. Nhưng mà có nhiều bạn thì gọi là không có đủ tiền để đóng liền á, thì An cũng sẽ cho các bạn đóng theo thoải mái, đóng tùy ý, rồi đóng theo từng tháng hay là từng đợt các bạn muốn đóng sao đóng. Đấy, An rất là thoải mái trong cái vấn đề mà học phí. Rồi, còn nói về cái khóa mà An chia sẻ miễn phí thì như các bạn thấy, song song với khóa này thì nó cũng có một cái khóa là Selenium Java miễn phí đây. Đấy, An chia sẻ cho các bạn đầy đủ, đấy, toàn bộ hết, từ cái bài đầu và cho đến những cái bài mà sau cùng luôn. Đấy, thì sau này An có thời gian thì An sẽ bổ sung thêm cho các bạn ha. Như vậy thì các bạn có thể tìm cái khóa học mà có phí để được An support á, thì các bạn vào cái chỗ mà website testing á, rồi các bạn chọn là cái khóa Selenium Java, thì vào đây các bạn đọc những cái nội dung. Đấy, nội dung này thì An nói nó cũng cơ bản thôi. Nói chung thì trong khóa học thì An sẽ chỉ nhiều hơn, chỉ nhiều hơn. Và cái quan trọng là các bạn được An support liên tục và support trong cái quá trình mà mình học để gỡ gối cho các bạn. Cái đó là An thấy nó quan trọng nhất. Còn cái vấn đề mà về nội dung hay là cái này kia thì đôi khi mình lên Google mình search nó cũng có chứ không phải là không. Đấy, An cũng tổng hợp trên tài liệu Google rồi rất là nhiều trang blog khác đấy để mà chia sẻ. Và cái mà quan trọng là An support, và cái quan trọng hơn nữa, hay hơn nữa là cái những cái kinh nghiệm mà An muốn truyền đạt cho các bạn trong cái khóa học cũng như là trong cái quá trình mà An làm việc, An đúc kết ra, An muốn truyền đạt cho các bạn hết. Đấy, thì An cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đăng ký cái khóa học. Đấy, An thấy cũng rất là nhiều bạn đăng ký, An cũng rất là vui, và cũng rất là nhiều bạn học xong làm được việc thì An cũng thấy rất là vui và tự tin hơn nhiều. Đấy, An cũng luôn luôn trau dồi kiến thức để có thể support được các bạn nhiều hơn. Đấy, và cuối cùng thì An cũng cảm ơn các bạn ha, và chúc các bạn có một ngày làm việc vui khỏe. Và nếu mà các bạn có muốn học cái khóa này thì có thể liên hệ An thông qua các cái nhóm cũng như là số điện thoại An có public chứ. Ví dụ các bạn vào Zalo nè, click trên mấy cái icon Zalo, hay là các bạn vào một cái bài viết nào đó, bài blog mà em chia sẻ thì nó đều có cái số điện thoại rồi Facebook. À, Facebook đây nè. Đấy, thì các bạn có thể liên hệ rồi em sẽ tư vấn cho các bạn nhiều hơn ha. Đấy. Rồi, bye bye nha. Xin chào các bạn. Đấy, cảm ơn rất nhiều.